200 đô nữa nha. Sáng giờ mới đặt xong 20 cái cả nhà. 20 giờ cái dặm thêm cả nhà. Giờ thăm cái gì lên tới đây kiếm luôn mấy huynh. Ai cho mấy huynh ăn nó huynh chạy tới đây dữ vậy. Quen quen. Rồi con kia bị cá hay gì, con gì táp hết cái què giòi kìa. Rồi, giờ chuyên môn mình. Rồi thôi anh em mình đi thăm có luồng 7 còn hai mấy cái nha cả nhà. Lúa chuột với mà đồ nghề của anh em mình thôi chứ không có gì trên cả nhà. Rồi. Ngày mới cho hai anh em mình có là chúc đến cả nhà có thật nhiều sức khỏe nha. Đó, phát tài cả nhà ơi. Tình hình lúc này dịch bệnh quá cũng không biết sao đây nữa, làm ăn cũng khó khăn quá cả nhà. Hy vọng cái luồng thăm 7 này cũng dính được con hai con gắn nhất gì cho cả nhà xem cho nó sướng mắt nha. Với lại để cho đồng nghiệp đó hay quy đồ này kia cứ toàn chọc hai anh em mình không mà. Nói hai anh em mình là vua hổ ngựa đó cả nhà. Thì hay quy ha, với lại cái nhóm ăn ở không rồi tám á, câu ấy thì ít ít nói chuyện lại nghe. Quảo rồi đó nghe. Rồi, tới cái đầu tiên hai anh em mình quay cho cả nhà xem nha. Cái đầu tiên cả nhà. Hả? Chóng hả? Rồi khá đầu tiên còn chuột luôn cả nhà ơi. Cái gì? Còn chuột hả? Đâu anh coi coi. Ừ. Rồi. Con heo rút ra xiền luôn. Heo rút ra. Trời ơi, có 7 lưới 8 ly má ơi. Ý là gài lại còn rút ra nữa hả? Rút công cái nữa. Công. Có bạch nha cả nhà ơi. Con heo. Con heo. Con heo xiền luôn. Con heo xiền. Chuột gì mà nó vô vậy? Sao mà nó rút ra ta? Chuột gì mà nó vô ăn mà nó rút ra trời, ngộ chứ trời. Bảy ra cả nhà. Vuông lên luôn rồi. Té cậy luôn. Cái này té luôn. Mà các bạn không biết có sóc màu sao không có máu me như này. Chắc là con heo lưới tâm linh này sóc không nổi đâu. Để gịch tét hơn một cái luôn nè. Tét cây luôn mà chắc con gái. Hai cây luôn nè. Hai cây luôn. Chắc con gái giòn cái bên nữa nè. Con heo chắc là cả ký gì mình rút dưới trời. Cái nhỏ nhỏ đâu rút nổi cỡ này. Ừ. Con heo bự quá. Ý là mình cột thêm mình đó cả nhà. Cột thêm cột thêm quai nữa nè. Hai quai luôn. Trời cái này rút ngắt luôn cả nhà ơi. Cái đầu tiên sẽ gắn nè cả nhà. Ừ. Trời cái này có hôm à. Ừ. Xui quá. Da con heo nó nè. Da nó nè, chúng đâu vậy? Rồi. Làm lại cả nhà ơi. Rồi, tới cái tiếp theo cả nhà ơi. Cái đầu tiên bị sảy gắn à. Cái này cái thứ hai nha. Chết chuột rồi, nước ngập chết chuột rồi cả nhà ơi. Nước ngập chết chuột. Hết ơi còn chuột chứ. Hết lúa. Còn chuột, còn chuột. Đây con cái cả nhà. Cái này chín trước chín đường con hổ hành. Cái này chắc trống lỏng rồi. Chuột còn luôn cả nhà ơi. Tiếp tục ở đây mình có con cái nữa cả nhà ơi. Cái này tôi chín rồi tưởng đâu bị người ta lấy về đâu, không phải. Rồi, mềm nhẹ hiều à. Ồ, chết gã xác. Đâu con bãi vô này nè à, con trắng trắng này nè đó 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 mọi nghe thấy có cất vô nước nhẹ nặng nhẹ lên nữa đó ít con hả ăn không dưỡng cái cây đó nghe nha nghe con ba lạng không trời ơi hai đằng mấy ba lạng hành phải không rõ ràng mà hành được không? Mấy ba lạng thì em nè ăn im ta thu này ngon à, có đây là cái lụm hoài kệ không bự khó được rồi. Bữa nay mình hai anh em mình mang theo cái túi bá đạo luôn nha cả nhà. À, xảy nghe con heo uống quá nha. Bến hay cả nhà không bá đạo không cái này bờ đất cỏ đầy ta ha gì tủ chứ trên nó có gắn rồi là có gắn. Đây túi thằng kỳ anh em đây à. Túi này mới mượn của Doraemon nha. Túi này. Túi bá đạo chưa cả nhà.
tới túi luôn à. Hai thằng nên thanh nên hình luôn. Cái túi này không hên, tại hộ bỏ nhà gì ra không quên đâu. Chiêu trò không á. Nhiều quá. Cái túi này sao không hên á, bộ quên nhà. Cái chim hôm nó đã anh Tuấn Anh. Đã mà bự quá nè. Ừ. Đập nó không thủng. Bự. Có cái ti vừa, cái ti nè. Ti nhỏ nha, chứ cái ti lớn nha, ti lớn thì nghe bự mà. Nó cũng bận ghê à, nhưng mà tại vì nó sơn thêm lớp kia nó thành ra thấy nó bự. Con đầu tiên nha cả nhà. Bít. 2,5 lạng. Nắm đùi. 2,5 lạng nha. 2,5 lạng. Diệp có là luôn. Ý. Bay ba không lẹ dữ vậy. Phóng như bay luôn trời. Ghê vậy. Phóng dữ vậy hành. Sung hả? Rồi, một em. Một em trong cái bao. Đây, cái nha cả nhà. Cái này không gọi là nó cúng phân ra ngoài hay cắm mét luôn cả nhà. Ở trời. Ủa sao ai đây, ai thăm cái gì ta? Thăm rồi. Đó, nó phải đặt cái gì? Thăm rồi. Có bảy gì là khác bảy mình rồi. Bị thăm rồi. Ở nó phải đặt gì đâu? Cái này bị thăm hoài luôn nghe nha. Hoài bị ta thăm rồi. Rồi. Bên lên, cảo lên, cảo lên. Anh đâu phải đặt kiểu này. Chết chuột nè. Chết chuột nè. Rồi tới cái tiếp theo nha cả nhà. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho cả nhà, chia sẻ đến cả nhà luôn nha. Cách mà bẫy dính gắn hổ ngựa cực nhanh luôn nha. Hiệu quả. Đó. Cả nhà thấy không? Cách đặt như thế này nha cả nhà. Theo đường nước rồi có bụi chuối cả nhà đặt xéo xéo kiểu này nha. Rồi bảo đảm cho cả nhà là lụm hổ ngựa 100% luôn nha. Đây mình chia sẻ cho Hai Quy luôn nha Hai Quy. Ừ, Hai Quy phong cho tôi là vua hổ ngựa mà. Đó, cả nhà thấy không? Hiệu quả không? 100% luôn. Đó. Hổ ngựa đổ lòm luôn nha cả nhà. Trời ơi con dồi. Quá trời rồi. Rồi thôi mình ở bác cả nhà ơi. Nha. 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 Đây là gì bắt thầy về hấu ngựa à. Ai muốn tìm hiểu hay là đặt cách đặt hấu ngựa liên hệ với anh Hòa. Hấu ngựa bự nhỏ các kiểu luôn. Tới một chuyện luôn nha ơi. Nói quất ngày vàng hủ mắm. Này nướng đấy. Nướng này chắc bao thật sự gì không coi cháy ông này lươn mì luôn rồi. Cái này cho tôi lưới nha. Cái này tôi bao cho tôi lưới vậy. Túi này túi quyền thoại nha. Túi này là mới mượn của Doraemon nè. Rồi thôi cái này mình ốp vô lát nha nha. Đó giờ mất hết 2,7 cả nhà. Hả? Trống hả? Với lại thăm 7 cũng mấy cái. Cái này hết linh này ha. Rồi. Để mình qua mình thăm cái bên kia cái nữa cả nhà, còn 2 cái nữa hết rồi. Rồi hai anh em mình cũng kết thúc cái luồng 7 rồi luôn cả nhà, được con gắn hổ ngựa với con gắn hổ hành nha cả nhà. Quậy quá cả nhà. Bị thăm cũng hết 3-4 cái, mất 2 cái. Mất 3 cái. 3 cái. Vậy lấy 3 cái, thăm 3-4 cái. Mà cái lù này có bên đây có mười mấy cái à. Ừ. Mà bị quất hết nửa vàng 7 còn nữa. Chắc thăm chiến hai chiến nó không mấy ổn, mình dời cái luồng này luôn cả nhà ơi. Thôi 2 giờ anh em cũng xin khép video lại tại đây nha cả nhà. Chiến này nay không có lời cả nhà. Chiến này lỗ tới xương luôn chứ. Lúa cũng mới xạ lên xanh xanh này cả nhà. Cái này nó chơi cái này cũng ác lắm nha. Chút nó không chút, lâu khỉa con hay con bự, khỉa con bự rút được. Rút không được. Tính gốc cái đầu đi quất con cắn chà bá nèo mấy viên không dính chờ tinh gốc dính còn bự. Từ lúc mà lúa chỗ đồng cắt xong rồi bây giờ xả lại nữa chắc tới gốc mới có tới cắt lại quần nữa cái cuốn rồi. Rồi thôi anh em mình cũng xin khép video lại tại đây nha anh em mình về cả nhà ơi. Còn mấy cái bẫy này kiếm chỗ 100 mày.
chăm lại còn 3 cái. Chào tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt cả nhà nha.